Nào, xin mời các bạn tranh thủ cùng với mình check nhanh một chút cái không gian ở đèo Thẩm Mã nào. Một cái khúc cua rất là đẹp ở đây luôn. Các cô gái, các cô bé người Mông cực kỳ xinh. Mình đi tìm lại em gì nhỉ? Em Rua đâu nhỉ? Em Rua đây à? Em Rua đâu? À, em Rua đây. Ơ, sao nhìn giống em này thế nhỉ? Có còn nhận ra anh không? Còn nhớ ra anh không? Không nhớ à? Sao anh quên thế? Có nhớ chị Váng không? À, ừ, thế thì đấy, chỉ nhớ chị Váng thôi gì. Điện thoại có xem được YouTube không? Điện thoại của em ấy. Được xem được để... Để anh mở cái video hôm hai chị em nhảy đây này à. Lần trước nhảy mà, nhưng mà đây sóng yếu quá. Ở đây không có mạng. Không có mạng rồi, thế làm sao mà cho xem được. Lúc nào có mạng tìm kênh như này sẽ thấy video hôm Rua với chị Váng nhảy nhá. Ờ à. Nhá, về tìm cái chữ này nhá. Tìm cái chữ này nhá. Ờ à, đúng rồi. Để xem video hôm chị Váng nhảy cùng với lại Rua này rất đẹp luôn. Nhảy cháo Rua. Nhảy TikTok đấy. Rua này lại khoác tam giác mạch à? Ơ à, nhưng mà anh hỏi một chút, cái cây này ấy, thi thoảng thấy người ta khoác ra chợ như thế này thì để làm gì? Khói bán để làm gì? Cho con gì ăn à? Hay là như nào? Cái này để lợn ăn. À, lợn ăn bò nó đều ăn à? À, bởi vì bình thường nếu mà mình để làm cái bánh là mình phải để nó già xong mình lấy hạt đúng không? À, còn lúc nó non này thì mình có thể cho lợn cho bò ăn à? À, thế thì thoảng đi đường thấy mọi người hay khoác cái này thì bảo không biết là khoác cái này để làm gì. À, chưa có hoa thì người cũng ăn được à? À. Thế là mình hái cái lá mình nấu canh hả? Làm canh ấy hả? Mà hôm nay đã trưa cuối tuần mà các bé đã ở đây rồi nhỉ? Đang nghỉ học à? Từ sáng đến giờ có kiếm được nhiều tiền chưa Rua? Được bao tiền rồi? Từ sáng giờ được mấy chục nghìn rồi. Hôm nay không có khách à? Ờ, chưa phải cuối tuần nhỉ? Leo lên em ấy. Thế được ăn cái gì chưa? Từ sáng được ăn gì chưa? Không ăn à? Sau này lớn lên thành hoa. Thế để chú ra chú mua cho mấy gói bim bim ăn nhá. Mua cho mấy gói bim bim ăn, chú cũng đi về. Hôm nay tạm biệt Hà Giang rồi, ra đây chào các bé này tí. Còn mình vừa mới hành trình đi Hà Giang một tuần xong. Hôm nay quay lại, ghé lại đây một chút để đi về. Bên này có một đoàn khách ở nước ngoài này rất là đông luôn. Hello. Xin chào. Where are you from? From the Netherlands. I'm Việt Nam đi. I'm here. Nice to meet you. Nice to meet you. He's from Germany. Ah. England. And they're also from the Netherlands. Wow. Oh, voilà. All over the world. All over the world, but a lot of Dutch people. Too much. Đây là một đoàn gồm rất German, nhiều người. They're also from Germany. They also from Germany. Wow. Welcome to Hà Giang. good. Have a good trip. Đây đoàn này thì các anh chị là ở rất nhiều quốc gia trên thế giới chứ không phải là một nước đâu. Chỉ là nhóm. Một nhóm luôn. Ôi, cẩn thận ngã. À, quên, bảo đi mua bim bim cho các bé này rồi mình chia tay Hà Giang thôi. Chia tay Hà Giang. Chia tay Hà Giang nhá. Đây, bé này cũng xinh này. Ai bán bim bim ấy nhỉ? Lần trước mua quên trả tiền đấy nhỉ? Lần này lại mua một cái nhá, tí ra trả tiền nhá, tí nhớ nhắc nhá.
Bé ra đây, ra đây chú cho gói bim bim. Rùa ơi, rùa ơi. Rùa. Rùa đâu rồi? Giúp chú chia này cho các bạn mỗi người một hai gói. Ờ. Đặc biệt Hà Giang nhá. Hẹn gặp lại. Khi nào mà lấy chồng thì nhớ tìm chú Rupa Than gọi chú lên chú quay video nhá. Khi nào nó lấy chồng thì nó sẽ là giấy mời chú. Ờ, là giấy mời luôn nhá. Ok, nhớ nhá. Khi nào nó lấy chồng thì nó làm giấy mời chú đấy, rất hoành tráng luôn. Ra kia ăn bim bim với các bạn cho vui đi. Ra đi, ra đi. Ra đi, ra đi. Ra ra ăn bim bim. Kiểu gì mỗi bạn cũng được một gói. Ôi bé này mặt bị làm sao này. Ui mắt bị làm sao đấy. Hả? Khử mắt không nhìn được à? Rùa, rùa ơi. Em này là mắt bị làm sao đấy. Hả? Hả? Bé này, bé này bị lửa đốt. Bị cái gì đốt? Lửa đốt. Bị bỏng á? Bị ngã vào bếp à? Hai gói à? Ôi khổ thế. Ok, đổi nhá. Rồi, rồi. Đây chú cho em mua bánh cho em nhé. Không biết là sao mà mắt này. Bé mắt, này à? Ừ, bị bỏng mắt giờ hai mắt chảy nước mắt ra không nhìn được ấy. Chắc là nhìn khổ lắm, không biết là sao. Mua bánh cho em ăn nhá. Nó không hiểu tiếng Kinh đâu. Nó không biết tiếng Kinh à? Vâng. Em khóc rồi này. Cứ thả mua từ cứng nó. Đứng vào chỗ mát mát cho em đỡ nắng. Hỏi tiếng Mông xem nào. Ai biết tiếng Mông hỏi xem nào. Đây chú còn mấy chục tiền lẻ để mua bim bim cho em nhá. Đứng ở mua hàng để chào Hà Giang cái nào. Xin chào Hà Giang. À, bé này quay mặt lại nhìn máy quay của chú này nào. Để chúng ta vẫy tay một cái nào, vẫy tay cái để chia tay Hà Giang. Hẹn gặp lại khi nào Dua lấy chồng thì chú quay lại nhá. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Chuẩn bị vẫy tay chào Hà Giang nhá. Chia tay Hà Giang nhá. IOP, xin chào Hà Giang, hẹn gặp lại nhá. Rất là tuyệt vời. Đẹp chưa? Đã bao giờ nhìn thấy đẹp thế này chưa? Từ đứng cái gõ, từ đứng đứng chứ. Quá đẹp nhỉ. Úi, thấy chưa? Ở đây khi nào đứng lên trên tập nhảy nhá. Có một cái clip dài hơn là cái clip dài hơn, biết chú còn giữ không nhỉ? Cái này nhỉ? À, không phải cái này. Cái đấy phải xem trên mạng cơ, mình chú xóa cái file gốc đi rồi. Xóa file gốc rồi. Không muốn xem lại lần nữa không? Xem lại lần nữa nhá, rồi mình chia tay nhá. Xem lại nữa nhưng mà nào chưa được xem nhá. Có ai nhìn thấy ai ở đây không? Bạn này có mặt ở đây không? Áo đỏ này hôm nay có không? Không đến à? Thế còn bạn này đến không? Bạn này có đến không? Không, à, ngày mai mới đến à? Đấy, có bạn này đến chứ. Vui quá. Đấy. Xinh chưa? Đưa chìa khóa về tập thêm nhá. Ôi, xấu hổ quá. Chắc là nhìn nhìn thấy mình này xấu hổ rồi. Thấy chú đánh đàn ở bên đường khá là hay nên dừng lại ghi lại một chút có thế cho chú tiền mua rượu.
chú nói. Cổ chim. Ờ, đây là cái ca này á. Dạ, nó đi rồi. Cái điệu vừa rồi là điệu gì đấy hả chú? Thổi đến là thổi à quên bài này, bài mông à? Bài mông à? Nhưng mà đánh cái bài này vào dịp gì cơ? Vào dịp bài này là cũng phải là bài mông yêu gái. Con gái thì cũng nói là con gái nó nghe đồn nó con gái nó khóc ấy. À, cũng là bài về tình yêu. Ừ. Nhưng mà con gái nó mà nghe bài này nó khóc à? Ừ. Con gái mình nghe đồn nghe đồn bài này cũng yêu con gái nhưng mà ôi nó tính ra cũng nó làm ôi à dạy sao nó đang là cái gì nó lấy ai nồng mình yêu em đấy em lúc nào còn không sợ cái gì nữa sợ lấy đồ mình khi nó tham chung không là người tối à, nhưng mà là người sau cũng nó là không biết yêu con gái nhưng mà con gái nó khóc chảy nước mắt ra thôi. Tức là thời còn trẻ mà chú đánh bài này là nhiều cô gái khóc lắm rồi đúng không? Mọi người trật tự để nghe tiếng đàn nhá. Rồi nào. Rồi. Chia tay các ông với các chú đây thôi. Phải về ông xa lắm. Được rồi, thầy nhắc được rồi. Chắc là cũng vẫn còn đang say say đúng không? Nên là chưa được chuẩn lắm.